Thiên Phong Phát. Sử dụng động cơ 100% bằng đồng. Máy này đó là với ống 110. Sử dụng điện áp 220V. Công suất là 22 kg. Sức tua 1 phút là 1400. Hút 4m và đẩy 5m. Công suất ước tính khoảng 85 đến 90 mét khối nước trên giờ. Đây ạ. Con này nó tiện lợi hơn đó là có đồng hồ đo vôn ở đây ạ. Để xem điện áp của mình là bao nhiêu ạ. Công tắc bên ngay bên sườn rất dễ dàng sử dụng. Sau đây em xin test xem máy chạy như thế nào ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ nắp chõ hay gọi là cúp B. Nắp vào bên này. Đây là ống 110 ạ. Mà bên Sài Gòn cũng dùng ống 114. Nên chúng ta phải lót thêm một tẹo vào đầu này. Sau đó chúng ta múc nước vào. Đây ạ. Mồi nước đấy. Rồi, đây rồi ạ. Em sẽ cắm điện. Đây ạ. Ôi. Máy cũng rất khỏe ạ. Mọi thông tin chi tiết xin gửi các liên hệ số điện thoại màn hình hoặc qua số điện thoại lắng nghe.